Bà lấy dương chập đam cả bằng to ca một đèo bà dương thiết bà à lấy slap cho thì quý dương ban edit hỏi bà từ tam phần tách phần tay này cái này cứ admin slap thế bà cái này cứ block cho ta nhưng slap từ việc móc nhưng cho khi delete bà nhưng mu up tới mình chẳng cái này cứ chia thân cứ thân roof bà nè hai thì dương chập đám trạc xế tập bộ lên đó khỉ ok đâm bay cú bà nhầm nhầm vô này của bạn bà icon của bạn record này của bạn nhấn nhầm vô một cách nhóm đạo nhóm đạo play sai cho bạn nhé bà nhầm click lưu viên mất record nhầm cú cho các bạn nhầm off về chạy bà này bà nó play sai đó bà nhé năm nick của admin slap nó không năng thế và bắt đầu mặt tiền bắt đầu mặt tiết nhôm phơi cá ta sẽ bản cái này cứ chia tờ xó và tờ xó trường cầu chấm cứ miền các bộ học viết cứ mua cho như vậy và đâm bay đăng một bố nhưng thời chắp đai bên sân viết và đâm bay chắp đai bên sân nhóm chỗ dũ measure plan cho nhóm click cho nó như mỗi lần đợi nó biết bà bằng hàng nhớ lên với cứ mua cho em bảy bảy mà ok bà đâm bay bạc cá đâm bay tra xế với những từ bạc cá nè section bỏ bỏ đại như dân bà nếu cứ chia mê bà ta nếu cứ chia rạp thở bà hay bà tốt nếu cứ chia phần linh nhớ những thử mình đại tiếp đi bệnh hệt mùi xâm rạp phần linh mùi chất xâm rạp rạp thở dẫn nhóm cho các section bọn đại nhóm ok đam mê và các section bán luôn ta đại diện men material dẫn nhóm cho được các steel material mà nè dẫn đam mê và các material nhóm cho define material và hãy nhóm add new mà add new material nhóm cho biết là steel cái line standard nhóm cho biết là user và hai em thấy ok mà nè như steel steel và nhóm đem men strength bay size sập rám âm bay á và tâm tiết unit về về tàu biết cứ chất sầm pearl kilo ton mà mệt kíp cái nè những nhóm cho tới mới pha mặt khẹt bao nhiêu men pha mặt khẹt sập tròn material mà nè ok bà này chẳng nhưng cái lại fi minimum minimum year strength cứ bay size pram bà chẳng cứ bay nè bà tôi lấy bay thì cứ cài thằng mà nè chẳng nhưng copy này tên tên này đi chỗ bà nè giờ chơi chỗ được cầm thì sạc phải quên bà theo trong tên là modulus of elasticity cứ dùng cho đá nó bà này nào biết cực chi kỳ lô nhập tốn nó mua mát rồi nhưng mà tao xì mà và tao bị và nó cứ để phô lưu và nếu bia xe mô tử lơ sạch sau chi nó cứ bị kẹt nè ô tô mà tịch còn ta quay ra tổng kháng cứ lại nè mà đó mình chắc nhóm chô tôi nè nhóm chô tới copy tụt lệnh mình mồm dưới stay mà kia và cứ ba hai cái này mà nè tâm lại vào việc lệnh vào việc đó bắt đầu mà tiết nhôm cho biết tha ok và nhôm và cao tới rõ hỏi như biết tha ok và này cái material steel và nhôm bắt đầu tiết cho biết tha ok nhớ nhôm cho được cả section và đại đại tiệp và nhôm phải tiệp trộn nhớ nhôm cho tới define
section property frame section nhưng cho thể add new property mình giờ biết là style bạn nhé style hãy nhìn vô thủ bạn vô thủ nếu nhìn đã em đã số thi chứ bà thí em đã một phây pram hà bà thí một phây pram quân hà sập bà hãy cầm ra phía em đã ký chốt bay lý bà ký chốt bay lý này cái outside đích này cứ mê ta có phủ nhớ mê ta hà sập bà khả nạc đi cơ chí mát chúng chạy nhau một bọn bà này cứ bà này bà nhưng mà phải bám chạy nên một bọn này cái đối với nó chạy quay khả nát bạn này hơi cầm ra flank mà phía flank xịt này nó cứ bi cho bấy chạy cho một bọn này bà. Hơi web nó cứ được nên copy mà bà. Này cái tôi nâng material vì nhầm gió steel bay sai pram này cả Pascal và phối đom đất color nhưng mà đồ bán nhưng mà đồ dụng bò này đấy mà bạn chưa ok anh ok tiệt bạn này nhưng bạn mua hỏi nhưng chấp đám và cả tiệt mua chết đã miền một cạch vì xàm sập quân năng xàm sập quân năng mua chết của mùi lì nhưng ớt cho add new thì thế nhưng mà nhưng do biệt hạ add copy property chúng ta thí và xám sắp quân năng xám sắp quân năng mũi cho mũi và lại này chúng ta xôn trụi bấy và xôn trụi bấy lại chúng ta mũi cho mũi chạy cho một bọn và này và cầm đặt vào phía Ctrl C mà và này cầm đặt vào web material đôi cái này và chúng ta biết là ok và ok tiệt và cái này đã so cái này cái bố đã so nó gần miền thế bạn nhưng chắc nhìn lộp chào cứ miền ta đã so chuyên cầu này thế nhưng chắc nhìn ta xe hổ đã so chuyên cầu này nhưng chắc cái dương mười môn tổ bố cứ bác môn xa cho pram được rễ bạn nhé bác môn xa cho pram được rễ chứ không cho nó so với sạp nhé lúc này cho bà lúc ta so này cho nó bà ok bộ đo mà tiết nhóm dập đám trace đâm bay hồ ta so chân cầu nhớ nhóm này bà nhóm vô icon đâm bay cũ bà đâm bay cũ này tiếp vào nhóm nhưng chắc nhóm click lưu ý mùi mà cái này drawing control tab này nhớ này parallel to angle và nhóm đặt size pram degree mà và này nhưng cứ viết cắt mùi mà dưỡng size pram degree và nhóm click lưu ý mà lấy đi cái này nhóm click lưu ý mà và hãy nhóm vô mùi còn ta cứ vậy đọ sai tập ram đọ sai tập ram hay enter mà đâm bài về tập lọc mà khăn hình đôi cái này khăn này sai tập ram bài này đọ sai tập ram mình click muối đó như vậy sai tập ram mình ok hãy nhầm rải click về bắt đầu mà tiệt bắt đầu mới nhầm phát đạt về và nhầm select trong ao máu nhầm phát đạt về nhầm cho lại edit và edit line divide này nhầm vô nhầm rồi này một thì pin này bắt đầu mới nhầm cho apply hãy nhầm close về và này nói nhầm lục chào bạn lục chọn nó chứ nó so tái bật toát như thế này cứ chia cái lạnh
đầm bay đặt so trường cột bởi nhóm đàn miền bảo ánh môi cho tầm bảy mẹ nhớ nhóm click nhóm sẵn lệch lời tròn nhóm mở nhóm ếch tụ nhóm ếch tụ lan lứa chứ bảo ánh môi cho tầm bảy nhớ nhóm sẵn lệch hỡi nhóm cho lại đít và ếch tụ và này nhớ nhóm cho tầm so một hơi hợp hơi mở và giật xốn ếch xốn vài xốn bằng tay giật muối cho tầm bảy láng lứa bạn này bắt đầu đến chỗ ok bà này bà bắt đầu mặt tiền bắt đầu mặt tiền vì miền slab vì miền dạp nè bà miền dạp này cứ tranh mỏ hai chia cái lạc mệt nó bà nhưng cho vô cái khổ bà lại dạp này cứ tranh mỏ hai chia cái lạc mệt bà đâm bay offset nhóm chay nhóm chay từ sò này bà nhóm copy từ sò này tránh máu hơi đậm nhóm extrude bà nhóm extrude ở bên tránh slab mở mà nhá ok bắt đầu tiếp nhóm cú bà nhóm nhóm lục à, đại thì nhóm cho anh ấy còn là chỉ cả trace bà nhóm thế nhóm lục bị chó mà này nhóm cú bà anh ấy nhóm thay nhóm quay bị chó nhóm thời window đầm bôi sân bà này nhớ nhóm cú vía nhóm cú đại tiếp vào nhóm và mà đó là so chân cơ vào nhóm này và cái này là bộ cái này nhé cặp bốn cái nhóm miền thứ năm mỗi và thứ năm một thầy và nhóm cho được cả thứ năm mỗi tiết nó cho cả một cả thứ năm mỗi tiết đại miền một cách một thầy bàm chúng nhóm cho tới define section property frame section nhóm add copy mà và chúng nhóm đã b mà phải quân nó mà phải bạn chúng lại nhóm đã một phải bạn và material tới đá concrete reinforcement và cover của nhóm vô được nghe chưa mà chúng material steel và được nghe bị tạo ok ok tiền bà này bà hai nhóm cụ về section bằng nhóm này bí mà phải về làm nhóm cụ á bà này bà bắt đầu một tiền nhóm khoai này chó bà đọc sẽ lấy bắt đầu một tiền nhóm cho bà đàm này nhóm offset so nó chênh khéo và nhớ nhung cho plan 2D mà và nhung mua down wing nhớ nhung offset chênh ngoài vậy cho mình chấp hai thay còn này x đỏ so thì prám còn này y đỏ so thì prám và mấy nhung bán là cho so hơi hơi nhé so này và nhưng bạn lại hỏi hỏi nhớ nhìn cho xy plan nó đang bay xuống mơ và đang bay xuống mơ còn này và vía nhà cho lõm nhớ nhìn cho tôi nè nhìn cho tôi edit replicate và này nhìn đã quay xuống rồi nó nhớ cứ tam từ x đó tam từ y có độ đà nhớ mà nào độ xuống cho pram và một chút độ xuống cho pram còn tiếp nhóm cho apply bà này bà này nhưng vụ việc chia 3D mà bà bắt đầu một tiệt bắt đầu tiếp nhóm thuốc ca extrude này bà tuột này ôi máu ôi máu chấm chấm nọt chấm bọc chấm nguồn tờ xó này anh ấy tờ xó này còn là chạy vì mò sân đế hỏi tí lục về trò mình phần tay cô đại của nhóm trong extrude và tọa tiếp vào nhóm ấy mà đòn này và đâm bay extrude nhóm select lưu viên nó và nhóm select nó không ở trong chuẩn hỏi nhóm select lưu frame này và nằm nằm nhóm nhóm bay extrude nhóm cho edit extrude và xong tốt extend và cho edit line này trim extend frame nhóm nhóm biết là extend hỏi nhóm cho apply và này
bà bà tóm thì liệt tà xo nâng chanh mắt thôi em khoai anh bị cho mình bà tà xo nhưng thua đi khỉa bà nhưng dù về chia anh bài plan mà mình chẳng mai ta nhưng tên ní sọp nâng tự đại quá ấy còn ta việc tôi tự đại ấy nhưng em cho edit replicate bà mình chẳng ít đó quái bộ mà chúng muốn muối mình chọn thoải nó nhầm dù vía sẽ đi rồi thì mình select vía nhầm select chấm cho anh ấy mà select nấm mình cho edit mà cho mình này mà lục chào bà khá này đi khá nghĩa nhưng sẽ là biếng không nhưng mà nằm nít bà nhưng nhóm cho tới edit replicate bà nhưng chẳng từ nó cứ sọp từ đại x nhưng sọp từ đại y mà ta bột xoay phạm bột xoay phạm được nghĩa sẽ apply mà xung tốc bà như thế nhớ nhầm ăn đủ một bình nhớ ngoài ta mà khoan nhé srop từ đặt x con tép tôi từ đặt ngoài đó nhầm thấy select so nó sẵn bà dù như 3D mà bà này sẽ apply mà chúng ta so này đi khỉa bạn này chúng ta chia cái bài plan số mới bạn và tay khăn nó sọp từ đặt x hay nhấn sọp từ đặt y thì em sẽ bộ đi khỉa và phải chưa đặt y nhưng dù vì cái 3D hỏi nhưng mà stool tại và edit edit line và này và xong tốt thì làm đấy rồi extend mà nhưng liệt về chọn nữa ok ca trasay tập bồi dưỡng mình phản ứng hơi bị đau khỏi dương nhập đàm này kìa dương nhập đàm chỗ được cu tập bồi nè cu perlin hay nè cu rafter dương ở bình mà nè